ngày 23 tháng 7. Phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo. Tại phiên tòa, các cựu lãnh đạo HOT khai về mối quan hệ với cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Còn ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, chia sẻ tâm huyết dành cho công ty Faros và phương án bồi thường 4.300 tỷ đồng được xác định là thiệt hại của vụ án. Cuối chiều ngày 23 tháng 7, khi trả lời câu hỏi của luật sư Vũ Đặng Hải Yến tham gia xét hỏi, một trong bốn người bào chữa cho mình, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, chia sẻ tâm huyết dành cho công ty Faros và phương án bồi thường 4.300 tỷ đồng được xác định là thiệt hại của vụ án. Trả lời luật sư, ông Trịnh Văn Quyết cho biết, ông có tham vọng phát triển công ty Faros thành công ty lớn mạnh trong lĩnh vực xây dựng, đủ sức thực hiện các dự án nội bộ tại tập đoàn FLC và bên ngoài. Cho tới khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông cơ bản đã thực hiện được ý tưởng này. Ông Trịnh Văn Quyết nói, thực tế công ty Faros đã triển khai, thi công nhiều dự án hàng ngàn hecta, trong đó có các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định. Điểm lại quá trình tăng giá cổ phiếu ROS của công ty Faros trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, HOT, có thời điểm tới hơn 200.000 đồng cổ phiếu. Luật sư Vũ Đặng Hải Yến hỏi, tại sao không bán khi cổ phiếu ở đỉnh giá, lại để khi ở mức 2.000 đồng mới thực hiện bán? Trước tòa, ông Trịnh Văn Quyết cho hay, công ty Faros là tâm huyết của ông. Ông chỉ muốn có thêm cổ phần, chưa bao giờ muốn bán. Do năm 2020, dịch Covid-19 khiến tài chính khó khăn, ông bán với tâm thế nhất định sẽ mua lại, nhưng chưa kịp thực hiện mua lại thì bị bắt. Trong khi đó, đại diện công ty Faros cho hay, trước và sau giai đoạn ông Quyết bị bắt, doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, hiện vẫn là tổng thầu các công trình cho tập đoàn FLC. Song mã ROS của công ty đã bị đình chỉ niêm yết trên sàn chứng khoán từ tháng 8 năm 2022 do vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Ông Trịnh Văn Quyết khai, dù bán cổ phiếu ROS với giá 2.000 đồng nhưng tin tưởng công ty đang rất tốt, cả hệ thống vận hành tốt, làm chủ các dự án quy mô lớn. Theo thông tin từ ông Quyết, tài sản của ông vẫn đang được thế chấp cho các khoản vay của công ty Faros, chưa tất toán và ngoài các tài sản này không còn gì khác. Trong vụ án này, cả hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc trách nhiệm với khoản tiền 4.300 tỷ đồng. Ông nói trước tòa rằng, toàn bộ tài sản tích lũy sau hơn 20 năm lập nghiệp đều đang bị cơ quan tố tụng phong tỏa. Nếu tòa tuyên buộc bồi thường toàn bộ 4.300 tỷ đồng, ông xin được tạo điều kiện xử lý toàn bộ số tài sản bị phong tỏa để có tiền nộp lại. Số tiền ông Trịnh Văn Quyết ước tính khi bị phong tỏa, kê biên khoảng 5.000 tỷ đồng. Do vậy sẽ đủ để thực hiện nghĩa vụ dân sự trong vụ án. Tôi là người yêu lao động và mong muốn có nhiều cống hiến cho xã hội và cộng đồng. Xin hội đồng xét xử cho tôi có cơ hội sớm quay trở lại cộng đồng để tiếp tục làm việc, để có thể nộp toàn bộ tiền khắc phục hậu quả. Đồng thời, tôi vẫn đang nỗ lực vận động gia đình, người thân, bạn bè cho vay để nộp tiền, ông Quyết nói. Trước phiên tòa, ông Trịnh Văn Quyết đã nộp lại hơn 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án. Ông nói đây là số tiền mà đối tác tạm trả khi ông bán hãng hàng không Bamboo Airways. Số tiền trên đã nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Người mua Bamboo Airways hứa sẽ trả thêm 500 tỷ đồng. Số tiền này tôi cũng sẽ nộp ngay toàn bộ để khắc phục, ông Quyết khẳng định. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, tại phiên tòa chiều cùng ngày, vợ của ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp đã thay chồng nộp khắc phục thêm 25,1 tỷ đồng. Hiện số tiền ông Trịnh Văn Quyết đã nộp là hơn 237 tỷ đồng. Là người khắc phục nhiều nhất trong 50 bị cáo. Khi tham gia xét hỏi tại phiên sơ thẩm xét xử 50 bị cáo liên quan vụ án tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ của ông Trịnh Văn Quyết, được hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm dân sự. Trước phiên tòa sơ thẩm, ông Trịnh Văn Quyết đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 210 tỷ đồng. Trong khi đó, ông bị cáo buộc chỉ đạo bán cổ phiếu mã ROS của công ty Faros, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Chiều ngày 23 tháng 7, trình bày tại tòa, bà Diệp cho biết, hiện tất cả tài sản mà cơ quan điều tra phong tỏa, kê biên trong giai đoạn điều tra vụ án đều là tài sản chung của vợ chồng bà. Nhiều tài sản cũng đang được thế chấp để vay tiền tại một số ngân hàng. Tôi đồng ý dùng toàn bộ tài sản đó để khắc phục hậu quả. Vì mong muốn của anh Quyết trong suốt quá trình bị tạm giam là bán tài sản, vay mượn người thân và bạn bè để khắc phục hậu quả vụ án này,
bà Diệp trình bày. Cũng theo bà Diệp, những tài sản bị phong tỏa, kê biên và tài sản thế chấp ngân hàng đã được gửi hồ sơ cho cơ quan điều tra và viện kiểm sát. Do đó, bà không biết chính xác. Theo bà Diệp, tính đến hôm nay, gia đình thực hiện mong muốn và nguyện vọng của ông Quyết tiếp tục huy động và vay mượn để nộp khắc phục thêm 25,1 tỷ đồng. Cuối giờ sáng cùng ngày, ông Trịnh Văn Quyết lần đầu tiên trả lời hội đồng xét xử về hai tội danh bị truy tố là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Suốt quá trình khai tại tòa kéo dài khoảng 10 phút, ông có gần 10 lần nhấn mạnh thừa nhận hành vi như cáo trạng đã mô tả và xin nhận mọi phán quyết từ cơ quan xét xử. Quá trình xét hỏi bị cáo Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cuối giờ sáng ngày 23 tháng 7, Chủ tọa Vũ Quang Huy đề nghị ông Quyết cho biết việc khai báo tại tòa có tự nguyện không. Bị cáo Trịnh Văn Quyết khẳng định mình khai nhận tự nguyện. Là người cuối cùng trong buổi sáng, bị cáo Trịnh Văn Quyết được yêu cầu lên buộc khai về hai hành vi bị truy tố là thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về hai hành vi này, ông Quyết mở lời rằng ông tôn trọng và đồng ý với cáo trạng đã truy tố. Việc chỉ đạo nâng khống vốn của doanh nghiệp, ông Quyết cũng khẳng định hành vi được mô tả trong cáo trạng là đúng. Bị cáo tôn trọng và thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã nêu, ông Quyết nói. Cáo trạng mô tả bị cáo chỉ đạo Huế và các nhân viên khác nâng khống giá trị của công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó làm thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, bán ra thị trường rồi hưởng lợi hơn 3.600 tỷ đồng. Chủ tọa nêu và đặt câu hỏi, bị cáo có ý kiến gì về nội dung này trong cáo trạng không? Trả lời, ông Quyết tiếp tục thừa nhận cáo trạng đã mô tả đúng với những hành vi của bị cáo. Về cáo buộc hành vi thao túng thị trường chứng khoán, ông Quyết một lần nữa nhắc lại bị cáo thừa nhận những gì cáo trạng mô tả. Vậy mục đích bị cáo nâng khống vốn điều lệ của công ty Faros để làm gì? Trả lời tại tòa, bị cáo Trịnh Văn Quyết nói rằng bị cáo chưa bao giờ có mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Bị cáo mua lại công ty là để phục vụ cho chủ trương thành lập một công ty xây dựng, chủ động cho các hoạt động đầu tư trong hệ thống tập đoàn FLC và dự án ở ngoài tập đoàn. Thực tế, đến khi bị bắt, bị cáo đã thực hiện được ý tưởng đó. Đó là mua lại và thành lập công ty về lĩnh vực xây dựng. Về vốn thực góp, bị cáo không nhớ và tôn trọng cáo trạng. Cáo trạng mô tả ra sao thì bị cáo chấp nhận như vậy. Bị cáo cũng tôn trọng phán quyết của hội đồng xét xử. Bị cáo cũng không nhớ dòng tiền về tài khoản là bao nhiêu, không nhớ cụ thể đã dùng vào việc gì. Đối với tội danh thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết không nhớ thu được bao nhiêu tiền từ hành vi này. Chủ tọa nhắc lại, trong cáo trạng nêu ông Quyết thu được hơn 700 tỷ đồng, trừ đi một mã chứng khoán không bị truy tố thì còn hơn 600 tỷ đồng. Với số tiền hơn 600 tỷ đồng thu lợi từ hành vi trên, ông Quyết nói không có ý kiến và tôn trọng cáo trạng. Bị cáo hưởng lợi như vậy, bị cáo sử dụng vào việc gì? Tòa hỏi. Ông Quyết đáp, cụ thể, dòng tiền đi như thế nào bị cáo nghĩ rằng bản mô tả trong cáo trạng là đúng như thế. Trong vụ án này, ông Trịnh Văn Quyết bị truy tố hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hai tội danh này, ông Quyết khẳng định lại, do hội đồng xét xử phán quyết, còn hành vi làm những việc gì đã được mô tả trong cáo trạng và bị cáo chấp nhận mọi phán quyết của tòa. Việc khai báo của bị cáo tại phiên tòa hôm nay có được tự nguyện không? Tòa hỏi ông Quyết. Đáp lại, ông Quyết khẳng định mình khai báo tự nguyện. Tại phiên tòa, chủ tọa Vũ Quang Huy đã thông báo lại cho ông Quyết một số lời khai mà trước đó các bị cáo đã khai trong khi ông Quyết bị cách ly. Theo đó, các lời khai thể hiện họ làm theo sự chỉ đạo của ông Quyết để nâng khống giá trị của doanh nghiệp là công ty Faros, rồi bán cổ phiếu ra thị trường để hưởng lợi. Cùng với đó là hành vi thao túng thị trường chứng khoán, các bị cáo đều khai thực hiện theo chỉ đạo của ông Quyết. Với các lời khai này, ông Quyết nói không có ý kiến gì. Sáng ngày 23 tháng 7, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo khác trong vụ thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo. Trước khi xét hỏi các bị cáo, chủ tọa Vũ Quang Huy yêu cầu cách ly bị cáo Trịnh Văn Quyết để xét hỏi đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOS) bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, sau khi chỉ đạo nâng khống vốn góp vào công ty Faros, ông Trịnh Văn Quyết làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của công ty Faros. Các bị cáo lập kế hoạch cho công ty Faros được niêm yết trên sàn HOSE,
Ông Trần Đắc Sinh khi đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hospice báo cáo kiểm toán về tài chính các năm 2014 và 2015 của doanh nghiệp này, không đủ điều kiện và không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp. Tuy nhiên, do có mối quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc tập đoàn FLC, đã bỏ trốn từ trước, ông Sinh đã hỗ trợ để doanh nghiệp của ông Trịnh Văn Quyết được niêm yết. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trần Đắc Sinh khai, tại đơn vị này hội đồng quản trị không có nghiệp vụ để xét hồ sơ niêm yết do đây là nghiệp vụ chuyên môn sâu, mà chỉ nghe báo cáo sơ bộ từ hội đồng niêm yết và ban điều hành trình lên. Theo bị cáo Sinh, hội đồng niêm yết và ban điều hành đã họp thống nhất là cổ phiếu này đủ điều kiện niêm yết. Khi đó, hội đồng quản trị chỉ nghe và thống nhất. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị Host khai rằng, trong quá trình công ty Faros gửi hồ sơ đề nghị niêm yết, lãnh đạo Host có gặp gỡ Doãn Văn Phương. Dịp đó, khi nghe Phương trình bày, bị cáo Sinh đã chỉ đạo nhân viên làm nhanh hồ sơ cho doanh nghiệp. Ngoài gặp Phương, bị cáo Sinh cũng thừa nhận trước khi hồ sơ niêm yết của công ty Faros được trình lên, lãnh đạo Host còn gặp gỡ ông Trịnh Văn Quyết. Theo bị cáo Sinh, ông là người ký nghị quyết về việc công ty Faros xin được niêm yết trên sàn chứng khoán. Tuy nhiên, việc ký không phải là để chấp thuận, mà sau khi ký xong, bị cáo xin giao hồ sơ này cho tổng giám đốc Host thực hiện theo thẩm quyền. Lúc đó doanh nghiệp mới được niêm yết. Đến lượt mình trả lời thẩm vấn, bị cáo Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc, cựu ủy viên hội đồng quản trị Host khai, khi công ty Faros gửi hồ sơ đề nghị niêm yết, các thành viên trong hội đồng niêm yết Host có ý kiến độc lập trước khi hồ sơ trình lên tổng giám đốc sàn giao dịch là người quyết định cuối cùng. Theo bị cáo Trà, bản thân ông là thành viên độc lập của hội đồng niêm yết, nên bị cáo có ý kiến đánh giá vào phiếu trên cơ sở báo cáo tổng hợp của phòng chức năng. Quá trình khai trước tòa, ông Trà cho biết, mình quen biết ông Trịnh Văn Quyết từ thời điểm trước năm 2016, khi ông Trà còn công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bị cáo Trà cho rằng, mình và ông Quyết quen nhau khi cùng chơi tennis, và phía Host không biết về những thông tin sai lệch trong hồ sơ niêm yết mà công ty Faros trình lên Host. Sở cũng không có chức năng, thẩm quyền trong kiểm tra, xác minh các thông tin này mà chỉ dựa trên hồ sơ được gửi để xử lý. Bị cáo Trà phân trần.